Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã ghé thăm cái kênh của ông Rừng Bình Thuận của em hôm nay. Thì hôm bữa giờ mưa quá cả nhà ơi. Được hôm nay là trời nó buổi sáng nắng nè, nhưng mà không biết là hồi nữa có mưa không em không biết. Thì nay em tiếp tục là đi bắt ong, nhưng mà bữa giờ là em đi nhiều khu lắm. Nó khô không cả nhà ơi. Nó khô rang à, đi rất là quải luôn. Ở tới đây em thấy có một ổ nè, để bây giờ em quay cho cả nhà xem nha. Nó nằm trong này nè. Không biết là có mật mẹt gì không đây. Cầu cho có mật, không có mật quái lắm. Có mật cả nhà ơi. Ồ, mật cũng còn ngon lắm cả nhà. Này ong nó đang vô mật nè, nếu mà nắng vậy là 1-2 ngày là nó vô đầy luôn á. Mật xuống tới dưới này luôn. Mà có lỗ thì có đầy, có lỗ thì chưa. Nó đang vô đó mọi người. Nắng là nó vô mật thôi à. Ồ, nắng. Ok, một ổ. Một ổ đầu tiên dắt vô và tiếp tục kiếm tổ khác thôi cả nhà. Nãy giờ đi cũng khá là lâu cả nhà. Bây giờ em trên này em thấy có một ổ nè. Ổ này thì nhỏ. Ổ này hình như là ổ tơ. Cái cây này nhỏ quá. Không biết là nó có mật hay không, mình cắt xuống. Nó không có mật ổ. Cái cây nó nhỏ quá. Ôi mặt phun luôn cả nhà. Cái cây quá nhỏ cho nên là nắc bét luôn. Lũ trong này mệt quá cả nhà. Nó ép tim thở nổi. Còn làm thêm đi thuốc nữa. Mật ngon nè. Ổ tơ này mật đẹp quá đẹp. Không phấn luôn, phấn một xíu à. Mật nè. Mưa gió này mà mật cỡ này rồi gì nữa cả nhà, đúng không? Trong này một ổ nữa là được 2 tổ rồi. Giờ em dắt vô đi kiếm tổ khác thôi cả nhà ơi. Tới đây em nhìn trên cái nóc của cái cây này nè, có một ổ nè mọi người. Nó vô ra cái chỗ kia kìa. Biết là lớn nhỏ thấy lưu thưa đôi con à. Nhỏ to không có quan trọng là hy vọng là nó đừng có mối về thôi à. Cũng được cả nhà.
rồi, giờ lại nhìn thấy rồi nè, là biết là cũng được đúng không? Giờ hy vọng là nó có mật nè. Có mật chắc chắn. Ồ, chu. Nụ ghê cả nhà. Đều nó cũng hơi khô chân. Mưa bữa giờ mà. Vậy là quá đẹp rồi cả nhà ơi. Có mật là ok rồi. Nó khô cái dằn chân. Chứ may là nó chưa khô rang luôn á, nó khô rang luôn là nản lắm cả nhà. Được 3 tổ dắt vô, giờ mà gặp ổ tơ là ngon lắm cả nhà. Ổ mà mới về khoảng chừng 5-6 ngày á là ngon lắm. Còn này thì cũng ngon rồi. Sướng. Ôi dắt vô. Ở tút trên cái ngọn cái cây kia cả mọi người, có một ổ kìa, đó. Bây giờ để em cắt cái cây này luôn cả nhà, cắt cái cây này rồi đưa xuống cho cả nhà xem nha. Cái tổ này có khả năng là nó sẽ bể mật. Chà, mặt đẹp, mặt ok đó nha. Ui ok quá. Cái tàn này giờ em bỏ nha mọi người. Cái ong mại trên ngọn đó sao lấy, sao gác. Lâu 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 làm người ác bữa. Tổ này mặt đầy ghê cả nhà ơi. Ngon. Đó. Ấy. Trời ơi cái cây này. Thiệt tình đấy chứ. Rồi ok, con dê. Được một ổ nữa. Bên này cái bên đây em thấy có một ổ ong bọng nè mọi người. Nó ra vô nhiều lắm.
bây giờ được 4 ổ rồi, dắt vô và tiếp tục đi kiếm tiếp thôi cả nhà. Hy vọng là từ giờ tới chiều là gặp còn chừng 2-3 ổ vậy nữa này. Là ok rồi, là được rồi, không cần phải nhiều đâu. Quay giải trí cho cả nhà xem thôi, chứ mùa mưa này mà ông đâu ra mà bắt mà ham ước cho cố vô rồi đi tới chiều không gặp ổ nào luôn bây giờ đó chứ ngồi đó đúng không. Trời ơi, cái ổ ong này một sậy cứng luôn cả nhà, full kèo luôn mà. Ok đó, cột vô bọc sáng em có ông anh á, ổng đi trên này nè, thì bữa giờ là 4 ngày rồi là hai anh em đều không có một ổ ong nào á, là móm luôn á. Thì nay ổng đi ở ngoài đường cao tốc là ổng nói là có mật rồi, em là 9 giờ kém là em chạy lên tới đây là 10 giờ mấy á, mà gặp công an nữa mọi người, cũng hơn nữa chứ. Nó không tóm lại cho nó tóm lại, chạy nhanh mà biểu nó không bắt cho nó bắt là thú ình luôn á. Rồi bây giờ dắt vô và tiếp tục đi kiếm ổ khác thôi cả nhà, ngon rồi, chỉ cần vậy thôi. Ở đây em thấy có một ổ nè mọi người, rồi ở trong kia có một ổ mà nó bỏ đi nữa cả đó, giật khe đó cả. Ổ này thì nó mới về, mới bắt một ổ, nó yếu mật. Ổ này mật ngon không? Ổ này thì ổ tơ mật đẹp hay gì cả nhà nè. Ồ, có mật, ok. Đóng cái thế gì khó hiểu thiệt chứ. Hồi nãy bên cái gần cái ổ hồi nãy, cái ổ mà nó yếu mệt đó cả nhà, em gặp một ổ trà bá lửa luôn, nó nằm đấy đó mà nó mới về. Đợt sau vô kiếm ổ đó phải 3 xị. Quá ok cả nhà, có mật là ngon. Ở chỗ cái cây điên điện này có một ổ này mọi người, ok có mật là ok hết. Hồi nãy giờ em bắt cũng khá là nhiều ổ đó, nhưng mà nó nhỏ quá mọi người, chưa gặp ổ bự nào ở đây đó. Ổ bự thì em thấy một ổ nó mới về thôi à. Ở đây em thấy có một ổ này mọi người, trong kia lùm le gai
Ôi, ổ này một xị rồi cả nhà ơi. Vứt rồi. Lâu lắm rồi giờ mới. Cái cảnh này quen lắm nè. Đó, lâu lắm rồi bắt được một ổ một xị nè. Mặt cá ghê luôn cả nhà. Chà, phun kèo. Ok rồi. Có cái thế nào dắt lại cái tàng vậy nó? Đẹp đẹp quá. Thôi may mắn quá cả nhà ơi, được một ổ một xị chắc chắn rồi. Cho cả nhà xem cho nó rõ cái. Này cả nhà. Quá ok luôn. Rồi, bây giờ dắt vô thôi cả nhà, dắt vô đi tiếp. Đây có ổ nè mọi người. Ổ ong này giống ong đực ghê chứ, mặt thì mặt đã ghê lắm cả nhà. Nhưng mà ở đây em thấy sao, nãy giờ em bắt ít ổ bự quá, được có một ổ hai ổ gì à. Gọi là cũng được thôi chứ chưa thấy ổ bự đâu. Hồi sáng bắt ngoài kia thì gặp được mấy ổ bự, nhưng mà nó lại yếu mật. Nãy giờ nhỏ quá trời luôn. Nhỏ nhiều lắm. Đúng là ông đừng bình thuận thì đi đâu cũng ông đừng bình thuận đó. Kiểu gì rồi tôi cũng có ngày tôi thoát ế cho coi. Đứng đây em thấy có đây có một ổ này mọi người. Nằm trong cái lùm này nè. Thẳng quá. Này già mà cũng ok nha mọi người, nó trong đầy hết rồi. Quá xa là nắng. Mưa xong nắng quá. Rồi, được thêm một tổ nữa cả nhà. Ổ này mặt cũng vô đầy rồi nè. Tới dưới luôn rồi nè. Nó có một lớp phấn mỏng. Rồi, vậy là hết phấn. Ok. Vô vỏ. Hôm nay là may mắn à. Sáng ở nhà mà chạy lên đây bắt như đây cũng ok rồi cả nhà. Cứ dắt tạm vô đây rồi tí tính tiếp, đi tiếp thôi cả nhà.
đi tới đây em thấy có một ổ này mọi người. Ui trời ơi, ngọt phún keo luôn. Bên này đẹp nè. Nắng chói. Quá đã luôn cả nhà. Tiếp tục đi thôi cả nhà, mặt quá ok luôn nè. Quá đã quăng này. Rồi dắt vô tiếp tục, càng tiếp. Trong cái cây chuối kia có một ổ cả mọi người. Quá ok luôn. Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Lâu lắm à. Bữa giờ cả tháng mấy giờ mới có được cái cảnh phun kèo phun kèo phun kèo. Thật là tuyệt vời. Ai chà, mệt nắng quá trời ơi. Mưa thì mưa quá, mưa mà nắng thì nắng quá, nắng luôn, nắng quá trời nắng luôn. Bên này thì nó hơi khô mấy ống này mọi người, nhưng mà bên này thì nó đầy nè. Nói chung là ong mới vô mặt vậy là ok. Dắt vô tiếp tục đi thôi cả nhà. Rồi em cũng đi ra tới xe rồi cả nhà ơi. Thành quả ngày hôm nay thì nhỏ có to có, nhỏ cũng nhiều mà bự cũng được 4-5 ổ đó mọi người. Mệt thì cũng mới vô lại thôi à, chứ cũng được 1-2 ổ nó đầy thôi chứ không có đầy nhiều lắm. Thì cái này là do có ông anh ông đi ở trên này xong ông kêu em lên cho mọi người, chứ em không có biết trên này có mệt đâu. Bây giờ thành quả vậy đó là về thôi. Còn ổ nhỏ nhỏ thì phun keo. Ô mà nhỏ bự bự vậy nè. Yếu mật cả nhà. Nói chung là nó khô 1-2 ống à, chứ nó chưa vô đầy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em tới đây nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha.